Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Tín, 40 tuổi, trú tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Trước đó tối 25 tháng 9, khi được tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn vào vị trí kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Tín bất ngờ tăng ga lao về phía lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy, buộc tổ công tác phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi. Quá trình bỏ chạy, chiếc xe đã vượt đèn đỏ, liên tục đánh lái để tránh sự truy đuổi của lực lượng cảnh sát giao thông. Sau khoảng 3 phút, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được phương tiện tại đường Lê Đại Hành. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Tín vi phạm ở mức 0,407mg trên 1 lít khí thở. Tiếp tục test nhanh ma túy, lực lượng công an phát hiện tài xế Tín dương tính với chất heroin. Với các hành vi trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt ông Tín 35 triệu đồng về hành vi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. 10 triệu đồng cho hai hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông và không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông. Phạt 35 triệu đồng về hành vi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Tổng cộng ông Tín bị phạt với tổng số tiền 80 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe trong vòng 24 tháng. Hôm nay, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà xưởng lúc rạng sáng khiến một người phụ nữ gặp nạn. Trước đó khoảng 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy bùng lên từ một xưởng gia công ép nhựa ở trong hẻm đường Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Khói kèm lửa bốc cao hàng trăm mét, trong đám cháy còn phát ra tiếng nổ. Một số người tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Cảnh sát sau đó đã kịp thời đến hiện trường dập tắt được đám cháy, không để cháy lan. Thời điểm cháy, bên trong không có người. Tuy nhiên vụ cháy khiến một phụ nữ 32 tuổi, quê Tiền Giang, sống tại phòng trọ cạnh đó bị ngạt khói. Nạn nhân sau đó được sơ cứu nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy trên đang được điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ án mỏ cát lậu lớn nhất tỉnh An Giang, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với một giám đốc. C03 bắt ông Phùng Mỹ Luông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ Mỹ Luông để điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Ông Luông bị khởi tố trong quá trình C03 điều tra vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác kinh doanh cát của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu tổng 68 tại một mỏ cát trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả điều tra xác định Phùng Mỹ Luông đã thỏa thuận chi tiền cho Lê Quang Bình, tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 để được khai thác cát trái phép tại mỏ của công ty này. Cơ quan điều tra bước đầu xác định Phùng Mỹ Luông khai thác và bán trái phép hơn 197.000 mét khối cát, thu lợi bất chính hơn 19 tỷ đồng. Theo đó, vào hôm qua, tại khu vực rừng của Tổng đội Thanh niên xung phong thuộc xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, người dân phát hiện xác của một cá thể voi. Tại hiện trường, cơ thể voi phân hủy mạnh, xung quanh cây cối bị đổ ngã. Ghi nhận tại hiện trường, cặp ngà của cá thể voi rừng vẫn còn nguyên và không có dấu hiệu bị săn bắn. Lực lượng chức năng nhận định đây là một trong hai con đực thuộc đàn voi dưới 10 con thường sinh sống ở vườn quốc gia Pù Mát và vùng đệm. Trước đó, vào ngày 16 tháng 2, người dân vùng phát hiện một con voi chết tại địa bàn xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Theo thống kê của Vườn Quốc gia Pù Mát, hiện Nghệ An có khoảng 13 đến 15 cá thể voi rừng, là địa phương có số lượng voi rừng nhiều thứ ba cả nước sau tỉnh Đắk Lắk và Đồng Nai. Ông Cũng Hoàng Phương, 60 tuổi, ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, nhận bằng dược sĩ của trường Đại học Tây Đô hồi cuối tháng 9 vừa qua. Ông trở thành sinh viên lớn tuổi nhất của trường tốt nghiệp đại học. Ông Phương kể, từ nhỏ, ông luôn khát khao được học. Sau khi tốt nghiệp trường Trung học Y tế Cần Thơ, ông về làm việc tại trạm y tế xã Trường Thành, huyện Thới Lai từ năm 1986 đến năm 1989. Sau đó ông xin nghỉ về cùng vợ mở quầy bán thuốc tại nhà, lo cho hai con gái ăn học. Do vậy, ông Phương luôn nghĩ đến chuyện đi học lấy bằng dược sĩ để nâng cao kiến thức, hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình, giúp đỡ những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2014, ông Phương tự ôn luyện và đậu vào ngành dược trong niềm vui mừng khi ước mơ mấy chục năm của mình có được kết quả ban đầu. Tuy nhiên, hành trình đến giảng đường đại học của ông không đơn giản, bởi mỗi ngày ông phải chạy xe máy vượt quãng đường khoảng 30 km từ Thới Lai đến quận Cái Răng để học. Lớp học của ông có hơn 50 sinh viên, trong đó đa phần là các em 18 đến 20 tuổi. Đến năm 2019, ông Phương hoàn thành tất cả các môn học của trường, chỉ còn tín chỉ tiếng Anh là đủ điều kiện tốt nghiệp. Bất ngờ lúc này ông bị bệnh, phải đi điều trị một thời gian. Sau đó, tôi quay lại học và vượt qua môn này, nên đến ngày 30 tháng 9 vừa rồi mới nhận bằng tốt nghiệp, ông Phương nói. Người đàn ông lấy bằng dược sĩ ở tuổi 60 nói thêm, tôi lớn tuổi nên việc tiếp thu bài vở cũng không bằng các em, các cháu. Ngoài ra, việc ôn môn Anh văn cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ giúp đỡ của giảng viên,
các cháu học cùng, tôi đã vượt qua được. Tôi học vì kiến thức nên phải học thật thì thật. Chính lòng kiên trì, sự bền bỉ mà tôi đã lấy được bằng dược sĩ. Hôm dự lễ tốt nghiệp, hai mắt bị bệnh thì lực kém nên đồng phường được người thân đưa đến trường nhận bằng. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Yến, giảng viên khoa dược điều dưỡng, cố vấn học tập lớp của ông Phương cho biết, lúc đầu được giao hỗ trợ quản lý lớp, nhận thấy chú Phương lớn tuổi, việc học hành gián đoạn thời gian dài, nhà xa nên đã phân công một số bạn trẻ quan tâm hỗ trợ. Tuy nhiên, sau một thời gian, bằng sự nỗ lực cố gắng lớn, chú đã tiếp thu chương trình học tập khá tốt, ngang bằng với các thành viên khác. Đặc biệt, gần như chú Phương không bỏ buổi học nào. Tiến sĩ Trần Công Luận, hiệu trưởng trường Đại học Tây Đô cho rằng, ông Phương là một tấm gương rất đáng biểu dương vì tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống.